Giấu kính suốt 3 tháng sau khi sinh, nhà Phương vô tình để lộ thông tin đầu tiên về bé. Cả Trường Giang và nhà Phương hẳn sẽ không. Đồ sôi của dân mạng lại tinh ranh đến vậy. Sau khoảng thời gian, nhiều rạn nứt trong tình yêu, cuối cùng cặp đôi được nhiều người yêu mến của làng giải trí Việt Trường Giang và Nhà Phương chính thức kết hôn vào tháng 9 2018. Thông tin con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời cuối tháng 1 2019 cũng gây xôn xao khắp giới truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa một lần lên tiếng chính thức về chuyện này, khiến cho nhiều người quan tâm cảm thấy tò mò, đã không ít người dùng mọi cách để đoán thử mặt của bé gái, thậm chí bất kỳ một chút thông tin nào về tiểu công chúa này đều khiến dân tình trầm trồ lan truyền. Bởi thế mà nói đây, một trong đoạn clip dài hơn một phút được đăng tải trên Instagram của nữ diễn viên khiến nhiều người xôn xao vì điều bất ngờ. Trong đoạn video đó có ghi lại khoảnh khắc bà xã và nhiều người bạn đang tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng cho nam danh hài. Tuy nhiên, một khoảnh khắc nhỏ phía sau hậu trường tiết lộ thông tin về bé gái được dân mạng nhanh chóng tìm ra, đó chính là dòng chữ in trên quả bóng bay chúc mừng sinh nhật party. Chữ party được in đậm ý chỉ Trường Giang và ti ý chỉ tên thân mật của cô bé nhà Trường Giang nhà Phương. Con gái nhà Phương Trường Giang được đồn đoán chào đời ngày 22 tháng 1 tại một bệnh viện quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại cô bé cũng gần tròn 3 tháng tuổi. Từ đó đến nay, bất kỳ điều gì về bé đều được cả hai giấu kín. Vì vậy, đây là lần đầu tiên mọi người được biết thông tin về bé. Trước đó, cũng vì quá tò mò gương mặt xinh xắn của tiểu công chúa nhà nam danh hài và nữ diễn viên mà nhiều dân mạng đã phải rủ nhau xem trước thông qua một ứng dụng thú vị. Theo đó, sau khi lựa chọn gương mặt của nam danh hài Trường Giang và nữ là nhà Phương rồi chọn tính năng tìm kiếm, ngay lập tức ứng dụng này sẽ trả lời kết quả là một gương mặt bé gái rất xinh xắn được cho là con gái đầu lòng của nhà Phương và Trường Giang. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ứng dụng thông tin cũng chỉ mang tính chất giải trí, không nên quá tin vào kết quả vì biết đâu nhóc tỳ nhà Trường Giang nhà Phương còn xinh hơn hẳn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.